tôi xin về thời ô ăn quan, rồi cùng chơi chắt, rồi cùng chơi quay, giỏ rắn lên mây, nhảy dây với chơi thả diều. Cho tôi xin một vé đi ngày xưa, về lại ngày ấy cái tuổi chẳng biết chi, cứ bỏ túi viên bi có khi dỗi nhau lại đòi. Cho tôi xin về với bạn bè tôi, mặt trăng có mắt, mặt trời có dâu, trẻ con ham chơi đâu biết nghĩ suy lo âu gì. Cho tôi xin một vé về cùng ai, tuổi nào vừa lớn đã tập viết thư, áo trắng ngày bay khiến cho ai kia mơ màng. Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dẫu hôm nay ra đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng trời với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin hạng vé chung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ hoài. Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dẫu hôm nay ga đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng trôi với nắng ngày mưa. Hãy cho tôi xin hàng vé chúng tôi, dẫu tháng năm có lắm thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ một vé đi tuổi thơ sao khó qua người ơi, bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi, thành em thành bạn và thành cả tôi, cùng chung ước mơ trở về. Yeah, tuyệt vời. Yeah, chào Lê Huy. Cảm ơn em với phần quà vừa rồi đã dành tặng cho quý vị khán giả của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Dạ. Yeah. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và Linh Ly chính là một trong những ca sĩ mà chúng tôi cố gắng mời đến đây, bởi vì anh ấy thứ nhất là rất là dễ thương, thứ hai là có gu thẩm mỹ về ẩm thực rất là cao, bởi vì anh ấy rất giàu có, tìm hiểu rất nhiều món ăn trên khắp vùng miền những nơi mà anh ấy đã từng lưu diễn. Đặc biệt hơn hết, ca sĩ Linh Ly là một trong những ca sĩ sở hữu gia tài rất là đồ sộ về những bài hát quay về tuổi thơ để thể hiện cái khát khao mình sống là những miền ký ức rất đẹp đó. Nhưng vậy thì ở thời ký ức tuổi thơ, những món ăn như thế nào làm cho Linh Ly nhớ mãi mà không bao giờ quên? Tuổi thơ thì em nghĩ là em hay thích những món ăn mà do bà em nấu, là mẹ nấu. Chỉ cần bà và mẹ nấu là món nào cũng ngon hết. Dạ vâng. Đa số là những món gì nè? Nói chung là những cái món dân dã của miền Bắc. Dạ là đúng ạ. Dạ vâng. Ngày hôm nay sẽ là những fan hâm mộ, họ không biết đến từ những vùng miền nào và không biết là có hiểu được cái gu ẩm thực của bạn Linh Ly hay không. Bây giờ xin mời Linh Ly sẽ tiến đến khu vực tủ lạnh để chúng ta khám phá khẩu vị ngôi sao. Xin mời. Dạ. Và bây giờ hãy khám phá khẩu vị ngôi sao của Linh Ly. Không biết là bạn đã nam tiến, lập nghiệp, đã quen được với cái văn hóa ẩm thực ở đây chưa? Em quen rồi anh ạ. Ăn được nhiều món rồi đúng không? Ăn cũng rất là nhiều ạ. Rồi, bây giờ khám phá xem khẩu vị bên trong tủ lạnh này có hợp với bạn hay không. Nhưng mà hai anh em mình không thể mở chiếc tủ lạnh này được. Nó phải có đầy đủ 4 thành viên ở trên sân khấu thì mới có thể mở được. Hãy chào đón hai thành viên còn lại, đó chính là hai fan hâm mộ đến đây để gặp gỡ Linh Ly, đó chính là Dương Hào và Đức Tính. Xin mời. Yeah, Dương Hào và Đức Tính. Chào hai em. Chào anh Ly. Có hôn không? Xin mời bạn giới thiệu đôi nét về mình. Em tên là Dương Hào, hiện tại công việc của em là sinh viên. Sinh viên, còn trẻ tuổi sinh viên nghe. Còn bạn? Dạ, chào anh Hoàng và anh Lily. Dạ, em tên là Đức Tính, hiện tại em là nhân viên quản lý bất động sản. Đức Tính đó, đã kinh doanh gì bất động sản là phải có đức, có tính thì khách hàng mới yêu cầu và tin tưởng được. Em thật là phù hợp với công việc đấy đấy. Bây giờ xin mời các bạn sẽ khám phá bên trong chiếc tủ lạnh này. Wow.
các cháu ạ. Đây tủ lạnh khổng lồ với rất nhiều món ăn. Thì Lily hãy quan sát thật kỹ, và đặc biệt là hai bạn Đức Tính, Dương Hào, chú ý thật kỹ tất cả, từ món mặn đến món chay, từ rau củ quả, trái cây, nước uống, tất cả các kiểu luôn. Nhớ lại toàn bộ những hình ảnh này nha. Đây là những dữ liệu rất quan trọng. Ồ, Lily, bạn trả lời câu hỏi thôi. Ai trả lời à? Trong đây có món nào bạn ghét hay không? Hiện tại thì cũng không phải là có món nào chưa thích lắm. Ừ, vậy là tất cả món ăn là như là ăn được, bỏ không bị được hết. Dạ, vâng ạ. Nhưng mà những món nào mà thích ơi là thích có không? Có luôn. Lát tiết lộ nha, chưa được tiết lộ gì đâu. Ok, đấm tủ lạnh này nào. Như vậy chúng ta đã có được những hình ảnh cơ sở đầu tiên để đoán xem là những món nào hợp khẩu vị với Linh Ly. Nhưng mà Linh Ly chia sẻ kỹ hơn một tí đi về những cái hương vị như là cay, đắng, ngọt, bùi. Bạn thích những cái hương vị như thế nào? Em thích hơi mặn một chút, hơi chua một chút, cũng hơi ngọt một chút. Khó vậy? Không đắng lắm, không cay quá. Đừng đắng lắm mà cũng đừng cay quá. Còn những cái món khác thì nó phải hơn một chút xíu để nó đậm đà. Đúng nào? Cảm ơn Linh Ly, sẵn sàng nha. Trở thành đầu bếp ngày hôm nay thật là xuất sắc nào. Xin mời các bạn vào gian bếp. Hãy sẵn sàng thể hiện tài năng về chế biến món ăn của mình. Nhưng quan trọng hơn hết là sự tinh tế của các bạn. Đoán xem Linh Ly sẽ hợp khẩu vị với những món ăn ra sao. Ai vượt qua được thử thách này, người đó được quyền ưu tiên chọn một trong hai món nguyên liệu chính. Một trong hai món nguyên liệu chính này không liên quan đến đề bài của chúng ta. Đề bài chỉ là những phần hỗ trợ thôi, các bạn hãy chú ý nhé. Sau lưng Linh Ly chính là một quầy tạp hóa với rất nhiều loại thực phẩm khác nhau. Hãy đem về đây trong vòng 60 giây, mỗi lượt đi được đem một món. Và càng nhiều lượt đi sẽ càng nhiều ưu thế. Đoán xem Linh Ly thích và hợp khẩu vị với những món như thế nào. Đếm ngược đi em. 3, 2, 1. Bắt đầu. Yeah. Hết giờ. Xong rồi. Chúng ta kiểm tra khu vực bếp của bạn Dương Hào khá nhanh nhẹn. 60 giây lấy được 5 món. Trong 5 món này Linh Ly, tập trung nha, trả lời cho tôi biết được rằng bạn hợp khẩu vị với mấy món. Không muốn nào hết, chúc mừng bạn. Đâu ạ? Ai biết, thấy phân vân quá tưởng. Em thấy là có, ở đây có 5 món đúng không ạ? Đúng. Thì có khoảng 3 món là em thích ăn. 3 món? Dạ. Là món nào ạ? Là món bò xào bông cải. Dạ. Đậu hũ nhồi thịt. Sốt cà chua. Ừ. Và thôi, đây món này. Cơm gà xôi mỡ. Vâng. Như vậy với cơm sườn nó cũng na ná với cơm gà. Không, nhưng em không thích ăn cơm sườn. Ám ảnh. Xong ăn nhiều quá xong nó bị ám ảnh ấy. Bạn là có 3 món hợp lệ. Chúc mừng Duyên Hào. Rồi, mình sẽ qua khu vực của Đức Tính. Đức Tính cũng khá nhanh. Mặc dù số cân nặng của bạn tôi đoán là chắc là nặng hơn Duyên Hào đó. Nhưng mà bạn di chuyển khá là nhanh nhẹn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 món. Bạn thích mấy món trên 6 món? Em thích 2 món. Em thích 2 món. Thích chưa hả? Món nào vậy? Dạ, thịt kho tàu với cả canh chua. Như vậy là mặc dù số lượng đồ ăn nhiều hơn, nhưng mà số thức ăn mà Linh Ly cảm thấy hợp khẩu vị lại ít hơn bên kia nhé. Như vậy là bạn Đức Tính chỉ có 2 món về đây là hợp khẩu vị với Linh Ly mà thôi. Chúc mừng Dương Hào, bạn được quyền chọn nguyên liệu chính. Nguyên liệu đó là gì? Chờ Hoài đã bơ trong vài lát. Trên tay Hoài đã bơ chính là hai nguyên liệu chính ngày hôm nay. Dương Hào được quyền ưu tiên lựa chọn trước cơm trắng và thịt băm. Thì bạn sẽ chọn nguyên liệu nào? Cơm trắng đi anh. Ủa? Khôn vậy? Cơm trắng ăn với món nào chả được. Úi đồ, tận dụng ưu thế. Âm mưu quá rồi. Đúng. Chưa biết được nguyên liệu phụ có hợp với món cơm trắng này hay không nha. Lỡ như nguyên liệu phụ toàn liên quan tới món pizza mà ăn với cơm trắng là nó hợp lắm nha. Bí mật đó anh. Xin mời Linh Ly. Trời ơi, gây chắc công trình. Rồi, đương nhiên phần thịt băm này đã thuộc về Đức Tính. Đây là hai nguyên liệu khá là quen thuộc. Nhưng quan trọng nguyên liệu phụ như thế nào mới tạo thành một công thức chế biến hoàn hảo dành cho khẩu vị ngôi sao. Xin mời quý vị đến với phần tiếp theo. Tiếp sức thực phẩm. Và bây giờ chờ đón xem người chơi đầu tiên, đó chính là Dương Hào, có gợi ý để cho Linh Ly hiểu rõ và đoán được đề bài chính xác hay không. Đừng phạm quy, đừng nhắc đến bất cứ từ nào liên quan đến từ khóa của đáp án nhé. Chỉ có 60 giây đầu tiên để có thể gợi ý và đoán. 30 giây tiếp theo là chạy đi chợ để lấy những món hợp lệ mang về đây nhé. 90 giây chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái món này hay mua ở chợ anh, màu đỏ đỏ.
Màu đỏ đỏ. Món gì mà mua? Sốt gì anh? Cà chua. Ok. Hay quá. Cái trái mà màu xanh xanh á, hay ăn với rau sống ăn kèm á. Hình dáng sao? Người ta bán kèm ăn kèm với rau sống á anh. Quả chanh à? Nó dài dài chứ không có tròn. Bầu à? Nó đắp mặt, đắp mặt. Ừ. Đúng rồi. Cái dưa chuột. Không. Gần đúng. Leo đó. Đúng rồi. Ừ rồi. Cái con mà nó đẻ trời đất ơi, cái con gà. Gà. Cái con mà nó trứng gà. À đúng rồi. Cái này là thường thường người ta hay ăn ở hai cái đám giỗ mà người ta hay. Đám giỗ hả? Món gì vậy? Đám giỗ trời. Cái chỗ mấy cái bà bán bún á, bà hay bán ấy, là cái nó dài dài vậy nè, nó màu trắng. Nhanh lên, 60 giây. Cái mà người ta hay bán mà để may đồ á. Lẹ đi hết giờ ba. Cái vải á. Hết 60 giây, 30 giây tiếp theo đi chợ nào. Nhanh lên. Người đẹp gì cái gì? Mang đi đâu anh ơi? Đây, mang đây em ơi. À đây anh. Trời ơi, cái món mà Lương Ly thích mỗi tối luôn vậy mà. Cái món anh thích luôn luôn ý. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại đáp án. Đề bài đầu tiên, cà chua. Ra chợ đỏ đỏ mà biết được cái cà chua cũng hay lắm đó. May là nhờ chỉ sốt đấy. Tiếp theo. Đó, đắp mặt nữa là ra dưa leo thôi. Dưa leo, hợp lệ. Tiếp theo. Cái này mới gửi. Nó ra từ đây nè anh nè, đó. Làm sao mà ra từ đây mà nghĩ nó trứng hay không? Tiếp theo. Chả lụa. Cái này khó diễn tả. Có người tốt vì lụa đó, người đẹp vì lụa đó. Ủa quá, thế mà nhắc đến đám giỗ trời. Rồi tiếp theo, tôm sú là một đề bài mà chúng ta chưa đủ thời gian để khám phá. Yeah. Như vậy là bạn Dương Hào đã thiếu một số món nguyên liệu phụ. Trách nhiệm này không phải thuộc về Dương Hào mà thuộc về Liên Ly. Nha. Xin lỗi. Liên Ly lát nữa sẽ phải chịu hình phạt. Và bây giờ xin mời Đức Tính vào vị trí. Ba, hai, một, bắt đầu. Hả? Nhỏ hơn cái trứng rồi. Rồi sao phạm quy luôn. Trời ơi tiếc quá. Bình tĩnh. Cái gì đây? Cái gì làm bằng gạo anh? Làm bằng gạo á? Sai rồi đó. Gạo giả ra anh. Trời ơi. Gạo giả ra. Phải. Gạo giả ra nhuyễn ra anh. Xù đúng không? Khó quá, cho qua đi. Cái gì vậy trời? Cho qua đi. Cái gì mà màu đỏ mà có hạt ở trong mà nó trái với ngọt. Nó gì? Trái ngược lại với từ ngọt. Mướp đắng à? Ừ, ngọt gì có đắng thôi, đúng không? Mướp đắng à? Màu đỏ luôn anh. Màu đỏ hả? Dạ. Mà ở trong có hạt mà nó trái lại với ngọt. Là đắng. Không quá, cho qua đi. Cục quá. Ồ, giống hồi nãy hả? Ừ, trứng gà đúng rồi gì? Ừ, hay quá. Trời mừng quá. Cái trái gì mà Tết mình hay ăn mà ở trong nó màu đỏ? Không à. Màu đỏ. Màu đỏ. Dạ, màu đỏ hả? Cái gì vậy? Em thích đỏ thế à? 5 4 đỏ. 3 không, cái 2, trái gì mà 1 hết 60 giây, 30 giây tiếp theo đi lấy đồ nào. Nhanh lên. Xuất sắc. Nhanh lên, 30 giây thôi. Đây của em đây. Rồi hết giờ luôn, hay quá. Thưa quý vị, và như vậy một kỷ lục mới của Không Bị Ngôi Sao đã được lập ra. Đối với phần thi của Dương Hào thì người ta có mệnh danh là ông trời không cho người ta cái gì hoàn hảo quá. Còn với bạn Đức Tính là ông trời không cho bạn cái gì luôn. Đề bài đầu tiên trứng cốt. Hơi tiếc là Phạm Huy mất bình tĩnh. Dạ. Phạm Huy nói chứ trứng. Nào tiếp tục nào. Đó, bột chiên làm từ gạo hết trời, phải không ta? Để gợi ý cái này thì tất cả những món nào mà xù lên là bột chiên. Bột chiên xù đấy. Tiếp theo nào. Thì giống như bạn đây sao không copy paste luôn đi cho nó nhanh. À chết rồi, còn trứng gà nữa thì phải. Tiếp theo nào. Đấy, quên rồi, chết rồi. Thật đáng tiếc khi bạn lại không nhớ rồi. Vậy là trứng gà này lại không hợp lệ. Tiếp theo. Dưa leo. Đắp. Dưa leo cơ mà, nó màu xanh cơ mà. Hết chưa? Hết rồi. Wow. Hình phạt chắc nặng lắm nha cưng. Chờ đợi xem hình phạt dành cho Liên Ly như thế nào đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi Khẩu Vị Ngôi Sao. Sẵn sàng nha. Đây sẽ là hình phạt dành cho Liên Ly, nhưng sẽ có sự cản trở của hai thí sinh còn lại, đặc biệt là Đức Tính, người đã lập kỷ lục mới của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Nhiệm vụ như sau: bạn Dương Hào sẽ là trọng tài để xem có những pha nào phạm lỗi hay phạm quy hay không. Đức Tính, nhiệm vụ của bạn là phải hái cho bằng được hết toàn bộ những số bông đang có trên sào. Một trò chơi rất nam tính dành riêng cho riêng bạn. Còn với Liên Ly, nhiệm vụ của bạn là phải hát vào micro này. Và đương nhiên là tôi đang chơi trò chơi cá sấu lên bờ. Nhưng cá sấu đó đừng có lên bờ nghe không. Tôi sẽ chỉ chỉ xuống, cá sấu chỉ việc hát mà thôi. Sẵn sàng nha, kéo nhà. Chuẩn bị, 3, 2, 1, hát. Khi thầy chạy vô, mạnh lên. Vui khánh thầy thơ.
thời mạnh lên, đúng rồi, mạnh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đúng rồi, có con chim chạy chạy đi. Rất lâu mượn như ta. Đúng rồi, dễ con cái nữa. Đẹp xinh cái nữa, cái lớn như chúng mình. Và nếu thuộc về nhau em sẽ mạnh lên, chồng lại thua anh Lê hả? Trời ơi, kéo lại đi, đúng rồi. Kéo ca sĩ tôi kìa. Trời ơi, nữa nữa. Tiếp luôn, tiếp luôn. Đáng lên, đáng lên. Đáng lên. Mãi mãi bay xa. Đáng lên. Xa rời ta về. Không là anh em mình không được nấu đấy. Đáng lên, đáng lên. Đáng lên, đáng lên, đúng rồi. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Trên sân trường vắng nhập cây phương. Không còn bước nơi này. Đáng lên, mạnh lên. Đúng rồi, yeah. Đáng lên, cái đó. Chúng ta vẫn còn hai tiếp. Chúng ta, chúng ta. Tiếp luôn, còn hai bóng, còn hai bóng. Đáng lên. Kéo lên, kéo lên, kéo lên. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi xuống bờ luôn nè. Tại gì bây giờ? Hát đi, hát đi. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Tiếp đó kể đi mọi người đọc chiếm. Hết giờ. Với sự chênh lệch về số ký không có nhiều hết á, giữa bạn Đức Tính với bạn Lương Ly, thì chúc mừng Đức Tính, bạn đã giành chiến thắng. Bắt tay gái nè, hay quá. Gây khó khăn rất nhiều cho Lương Ly. Lương Ly không thể nào hoàn thành những câu hát của mình với rất nhiều trạng thái đứng ngồi nằm khác nhau. Nên bây giờ Lương Ly, bạn phải chịu một hình phạt tiếp theo. Hiệp phụ. Có lại nữa rồi. Tại bạn thua, người ta đã hái hết 999 đó hồng dành tặng cho. À, wow. Một ý tưởng hay. Còn chờ gì nữa, hãy nhảy theo điệu nhạc bất hủ bằng điệu múa bướm. Múa bướm mới luôn này. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng nha. À dạ vâng. Mà thay điệu nhạc của 999 đó hồng nha. Nhảy đẹp thì tôi mới tha nha. Chuẩn bị nào, âm nhạc bắt đầu. Lúc tắt vỗ tay, vỗ tay. Nhưng như vậy bạn đã hoàn thành được hình phạt cuối cùng. Cảm ơn Lương Ly. Và chúc mừng hai bạn Dương Hào và Đức Tính. Các bạn có được những nguyên liệu phụ bị thiếu. Chờ Hoàng đã bơi chút xíu nha. Sẵn sàng với món ngon của mình cùng với cơm trắng nha. Không biết là món gì đây. Lương Ly, đi trường nước biển tiếp. Anh em già cả dạ. Rồi, nhảy quá. Chúc các em nấu ngon nha. Ừ. Hoành tráng chưa? Rất là tỉ mỉ, chỉnh chu, đẹp. Cảm ơn Đức Tính, cảm ơn Dương Hào. Xin mời hai bạn về vị trí ghế ngồi của mình để chia sẻ cảm xúc. Đây là thành phẩm của bạn Đức Tính. Thì không biết là Đức Tính sẽ đặt tên món ăn của mình là gì? Dạ, hôm nay em đem đến cho anh Lily đó là món thịt bằm bọc trứng cút ạ. Thịt bằm mà bọc trứng cút. Còn với món này, bạn đặt tên là gì hả Dương Hào? Dạ, hôm nay em sẽ đem đến cho anh Lily một món đó là cơm trộn ngũ sắc. Là cơm trắng đã trình bày với phần nguyên liệu chính mà bạn đã cố gắng đạt được. Bạn muốn thưởng thức món nào trước? Dạ... Em hỏi anh thích món nào chưa? Anh thích này. Đúng không? Em nhẹ miếng nước đi. Dạ vâng. Chặn mời, đi. Mời hai em. Đó. Theo anh á, là để khai vị nha. Dạ. Mình nên chọn món này. Vừa phải vừa ăn. Ok. Sau đó mình tới món cơm là món chính. Thì nó hợp lý hơn đúng không nè? Dạ vâng ạ. Rồi xin mời em tự nhiên nha. Với món thịt bằm bọc trứng cút. Dạ. Thì em muốn gửi gắm tình cảm gì của mình đến với Linh Ly? Em biết là anh Linh Ly thì rất thích ăn đồ chiên. Nên em làm món thịt bằm bọc trứng cút chiên xù để gửi đến anh Linh Ly ạ. Đẹp quá, dễ thương quá mà bạn chiên á, nó rất là vừa phải nha. Dạ. Đều vàng hết tất cả mọi mặt luôn. Anh có thể chấm tương ớt ạ. À, chấm. Đây đây, tương ớt, bạn có hay dạ. Ăn tương ớt không? Dạ có anh. Nó có vị bùi của thịt. Vị cay cay một chút của tương ớt và hơi ngọt ngọt. Ngọt khi mà nó trộn vào cái này thì ăn cảm giác rất là hài hòa. Cái phần ngọt là của phần thịt heo đúng không? Hay là bạn đoán xem phần ngọt ngon là của tương ớt. Ồ vậy hả? Vậy không mình cất cái dĩa này đi. Mình ăn tương ớt không? Không không, anh ơi. Phải có cái này ăn nó mới được. Mà phần thịt sao? Anh đang quan tâm không, phần thịt. Không em, phần thịt mặn vừa đủ, không bị mặn quá. À, dạ. Hợp lý. Nhưng mà bạn này bạn ấy làm rất là khéo khi mà thịt lại không bị bể ra. Các anh cũng thể thưởng thức nhẹ ăn cái nha. Trong thời gian này thì xin mời em hãy tự nhiên với món thứ hai. Thôi em ăn nốt miếng này được không? Được. Dạ. Xuất sắc. Hay quá. Rồi xin mời
Linh Ly tới món chính. Em nghĩ là phải gắp cơm ra. Đúng rồi, múc cơm ra. Đây là món cơm ngũ sắc mà. Đúng rồi. Nói về ý nghĩa, tức là có sự hài hòa đúng, khi mà xếp ở giữa đó. Thế sẽ đăng thân đủ bài. Hết. Tôm, trứng, đây. Thịt, đây. Cá lụa. Phải chấm vào đây nữa phải không anh? Từ từ, ăn xong rồi chấm. À không chấm à. Trời ơi. Một phát một hết luôn này. Không trượt phát nào luôn chứ trời ơi. Đúc. Từ em ăn từng cái một á. Ngon quá. Cái nước chấm như thế nào khi mà bạn pha trộn cùng với ngũ sắc cơm? Khi mà ăn vào á thì mình cảm thấy là ôi nó ngon thế. Ngon thế à? Dạ. Anh có thử không? Được, anh sẽ thử. Xét về chuyên môn ẩm thực ấy thì em thấy là một muỗng một phải đầy đủ hết tất cả những sự tinh túy của vũ trụ này. Tôm này, thịt, chả lụa, trứng. Dạ. Dạ. Đó. Mà Dương Hào nha, bất ngờ lắm nha. Sinh viên mà nấu được một món rất là đẹp mắt. Đẹp từ phần nhìn đến phần ngửi. Xin mời, xin phép mọi người. Sao ơi? Như ăn cơm nhà em ơi. Dạ đúng rồi. Chuẩn như mẹ nấu luôn. Tuyệt vời. Ngon. Dạ. Ngon nhất là phần nước chấm luôn anh nói thiệt. Ngon nhất phần nước chấm. Đối với những loại bún, nước lèo là mấu chốt. Dạ. Còn với những loại cơm, cơm thập cẩm, cơm sườn, cơm lề đường, bất cứ loại cơm nào thì loại nước chấm đi kèm lại là chìa khóa của thành công. Bạn làm được điều đó. Cảm ơn Dương Hào. Bây giờ sẽ là phần khó khăn của bạn. Theo em suy nghĩ thì hai món đều rất là ngon mà rất là khó chọn. Đúng. Theo anh thì anh sẽ chọn món nào? Cả hai. Đó theo anh thôi, nhưng mà em thì bắt buộc phải chọn một món thôi. Bắt buộc phải chọn một món thôi. Đúng đúng đúng. Không được chọn hai. Cả hai món đều rất ngon, xứng đáng với điểm 10 luôn. Nhưng ai sẽ nhận được 10 cộng đây? Em nghĩ là cái món mà làm cho em cảm thấy là thích nhất, thích hơn một chút xíu thì là khi mà ăn cảm thấy có mùi vị rất là lạ lạ. Lạ nè. Dạ, thơm, thơm. Thơm. Thì đó. Lá. Lá. Món. Món. Để anh lặp lại nha. Dạ. Đây là món cơm ngũ sắc của bạn Dương Hào. Thích băm bọc chiến cúc của bạn Đức Tính. Dạ. Món nào? Dạ. Đó chính là món cơm ngũ sắc ạ. Cơm ngũ sắc của Dương Hào. Chúc mừng Dương Hào. Và cũng chúc mừng cho bạn Đức Tính vị trí về nhì ngày hôm nay. Nào, chúng ta đến chúc mừng nhau nào. Chúc mừng em. Cảm ơn em. Linh Ly, hãy thay mặt cho chương trình trao tặng giải thưởng. Đó chính là giải nhất trị giá 5 triệu đồng dành cho người đã giành chiến thắng. Yeah. Đó chính là bạn Dương Hào. Chúc mừng Dương Hào. Chúc mừng em. Quá tuyệt vời với món cơm ngũ sắc, đầy những ý nghĩa và đầy những chất dinh dưỡng dành tặng cho Linh Ly. Và hy vọng Linh Ly cũng sẽ kéo dài sức khỏe của mình với những món ăn ngon như vậy. Yeah. Cảm xúc như thế nào ạ? Dạ, em rất là vui. Hôm nay đã đem được món ăn chính tay mình nấu để tặng cho anh Ly. Ta cũng một thần tượng hồi học trò của em. Chúc mừng Linh Ly với một phần quà rất là vô giá là những món ăn ngon ngày hôm nay dành tặng cho bạn. Còn với Đức Tính thì sao nào? Mặc dù mình về nhì cũng 10 điểm đó, nhưng mà chỉ thiếu chút xíu may mắn thôi à. Cảm xúc như nào ạ? Dạ, em cũng cảm thấy là vui vì hôm nay mình đã đem được món ăn cho đến thần tượng của mình. Mà anh ăn nữa, anh ăn ké dạ, nữa ạ. Ngon lắm, tuyệt vời lắm. Cảm ơn hai bạn rất nhiều và cảm ơn Linh Ly. Chúc cho Linh Ly sẽ càng ngày giữ được phong độ thật là tốt trên con đường sự nghiệp của mình. Rất là vui khi mà ngày hôm nay em đã được thưởng thức hai món ăn của hai bạn đã mang đến đây. Và em hy vọng là sau chương trình này thì bọn em sẽ còn có nhiều dịp để mà các bạn có thể nấu cho em ăn nữa. Để cho em có thể mập lên nữa. Đương nhiên, để có những dịp như vậy, hãy luôn đồng hành với Khẩu Vị Ngôi Sao. Được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và đã bên xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.